thì như này nó sẽ không bị sexy, để cho chị em mình mặc đi làm vẫn ok luôn á. Còn nếu như mà chị em nào mà mặc đi chơi đúng không, đi du lịch ấy, thì cái họa tiết nó cũng rất là đẹp. Họa tiết này nó vừa trẻ vừa sang, vừa khá là tôn da. Đây mặc trần vai như này thì chị em mình mặc quần short đi cà phê với bạn bè buổi tối ấy, đi cà phê này hoặc là đi du lịch này. Đấy, kiểu như thế thì rất ok. Mặc cái quần short chân váy ngắn chữ A như quần short mình đang mặc đấy. Họa tiết này nó khá là cá tính nhá, cho nên mình mặc cái quần short kẻ được, sẽ kẻ này kẻ hơi chìm. Các tông màu thì mình có thể như mặc tông nâu, tông hơi màu khói, hoặc là đấy cứ dạng như cái tông nó có cái họa tiết ở trên cái này, thì có những họa tiết gì thì mình mặc họa tiết đấy. Ai thích vàng vẫn được, ai thích cam vàng cũng được, ai thích cái màu nó hơi rêu rêu khói cũng được. Đấy mình mặc như vậy, hoặc là nếu như chị em mình mặc một cái chân váy cùng họa tiết này cũng được luôn. Nhìn nó như là một set đồ liền, nhưng thực tế là mình may rời. Cái đấy hôm nào mình sẽ cắt luôn một cái chân váy để mình set cho chị em mình tham khảo nhé. Chất liệu nó là chất liệu lụa rất là trơn. Lụa này nó lụa pha cái kiểu như sợi pha tơ tằm ấy, cho nên là nó không hẳn được như tơ tằm, nhưng mà nó lại không nhầu, nó rất là suông chất, mà mặc cảm giác bám vào người nó nhẹ, nó bay, nó mềm, cho nên là chị em mình mặc những cái dáng này rất ok. Thì thường cái cổ này sẽ hợp với những chị em nào mà có cái phần cổ nó thanh thoát một chút xíu, bờ vai nó hơi thanh thanh. Của mình nó không quá thanh đâu, nó hơi có nhiều, có tí một tí, nhưng tương đối là nhỏ. Cái phần vai của mình tương đối nhỏ, mình mặc mình khá tự tin. Còn lại thì những ai mà cái cổ nó hơi bị ngắn hoặc nó u dày dày như thế này thì chị em mình cân nhắc giảm cái phần bèo đi một tí. Có nghĩa là có những cái mẫu này thì mình đăng là có mẫu nó có bèo, có mẫu không có bèo. Nếu chị em nào không muốn bên trên nó cồng kềnh, mình có thể bỏ bèo đi, thì nó vẫn có tay bên trong như này á. Cái này mình vẫn có tay nhá, nếu mà bỏ bèo đi thì vẫn được. Cho nên là những chị em nào thích cái họa tiết này, thích cái kiểu này nhưng không muốn có bèo, để giảm bớt độ cồng kềnh phần bên trên, thì mọi người có thể may theo cách này và bỏ bèo vẫn ok. Còn dáng này là dáng chun cả vòng thì cái chị em mình mặc quần short cũng được, chân váy chữ A cũng được. Các loại quần dáng quần váy, quần lửng như 80, quần váy ống to dạng như vậy, là những cái gì dáng nó hơi a ra một tí. Còn những chị em nào mà bên dưới nó to rồi mình không muốn mặc nó cồng kềnh, mình có thể mặc với cả chân váy bút chì, chân váy ngắn ôm, những cái dạng như vậy cũng rất ok nhá. Cái này có nhiều họa tiết thì mình sẽ chia sẻ lần lượt, chỉ điều là cái chất này và cái kiểu cách này thì nó khá là dễ mặc, mặc đi chơi cũng được, mặc đi làm cũng được, do hai cái cách mình mặc khác nhau là có thể mình sử dụng nó rất là linh hoạt. Chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé, nhớ là chụp màn hình gửi vào Zalo cho mình. Cái mọi người cứ bảo là tư vấn giúp mình thì mọi người vui lòng là gì, đã đặt hàng từ xa thì muốn tư vấn bao giờ cũng phải chụp mẫu gửi hình ảnh qua Zalo, số Zalo là 0984004193, sau đó mình gửi cho, vui lòng là mọi người gửi cho mình cái số đo 3 vòng và chiều cao. Ví dụ có những cái số đo đấy rồi, có chiều cao rồi, mình tưởng tượng ra là cái dáng người mình như nào, nên để kiểu như nào nó phù hợp, hoặc chọn họa tiết nữa. Đối với cái số đo thì nó sẽ liên quan đến họa tiết sáng tối, hoặc là cái gu thẩm mỹ của mỗi người, mình sẽ dựa trên tiêu chí với số đo chiều cao, mình sẽ tư vấn là nên sử dụng cái họa tiết như nào cho phù hợp, hoặc kiểu dáng nào cho phù hợp. Đấy, ví dụ mình sẽ nhận xét là với cái dáng này thì nên bỏ bèo, hoặc là bên trên là họa tiết trầm, nền trầm họa tiết sáng màu, hoặc là nền sáng họa tiết trầm. Đấy là cái cách mà mình sẽ lựa để tư vấn. Nghiễm nhiên là sẽ tư vấn trong cái phạm vi nhà mình có những mẫu vải có sẵn, chứ mình không theo yêu cầu của khách được là muốn đi tìm họa tiết khác, chị cho em họa tiết khác thì chị đi tìm xong rồi chị chụp cho em cái đấy, thì chắc chắn là mình sẽ không đáp ứng được. Bởi vì như vậy nó sẽ không thể nào chăm sóc và phục vụ được hết chị em với những yêu cầu nó bị như vậy. Như vậy nó quá cầu kỳ đi. Bởi vì nếu như chị em bảo là mình thích họa tiết khác, xong mình lại phải đi ra chợ mình đi tìm cái họa tiết mẫu không thực. Ví dụ mình chụp rất nhiều họa tiết nhưng không biết mọi người thích họa tiết nào, nó rất dở như vậy. Cho nên thường là mình sẽ đăng những họa tiết của mình lên. Nếu ai nhìn thấy họa tiết nào cảm giác xinh, may mẫu nào mà cảm giác xinh, gửi giúp mình và mình sẽ có lời khuyên thêm là nên để bèo hay không để bèo, nên là cái dáng này hay điều chỉnh một chút xíu sau khi có số đo, sau khi có mẫu, sau khi mọi người chọn được họa tiết. Đấy, mình sẽ nắm bắt được tiêu chí, cái mong cầu của khách hàng và cái mẫu mọi người gửi. Như vậy thì dựa trên cái tiêu chí về chiều cao này, số đo, mình sẽ tư vấn thêm thôi, chứ không thể nào mà từ xa mà bảo là chị ơi em có một ví dụ có những bạn như thế này thì đúng thực sự là mình sẽ không thể nào mà giúp được này. Em có một cái chân váy hoa, chị giúp em xem có cái áo nào hợp hay không. Như thế thì tương đối là khó, bởi vì là chân váy hoa mình mặc ở trong đấy thì cái màu sắc nó sẽ khó, chứ không sẽ tìm được cái màu ở trong này nó không tương ứng thì nó sẽ khó. Bởi vì giữa hình ảnh ấy
Bên ngoài thì mình sẽ chọn được hình ảnh thật, nó sẽ ghép nó mới dễ, nó mới dễ. Chứ còn nếu như thực sự ở trong ảnh đã có họa tiết rồi, xong mình đi tìm một cái màu nó tương tự chỉ ở bên ngoài thôi nhá, với cái trong ảnh đấy là hai màu khớp với nhau ấy, nó sẽ không đồng tông. Đôi khi từ cái xanh nọ nó lại chuyển, khi chụp nó chuyển đến cái xanh kia, mình nhìn mình ghép nó không hợp lý. Ngay cả bên ngoài mình đã chứng minh với khách hàng rất là nhiều khi đến đây tư vấn, nó chỉ lệch tông đi một chút xíu thôi thì cái set đồ nó không còn cảm giác, nó không còn tinh tế nữa. Đấy. Để mà ghép màu thì mình phải là người ghép trực tiếp bên ngoài này thì nó phù hợp được. Còn nếu như từ trong đấy mà em có một cái chân váy hoa như thế này rồi, bây giờ chị cho em xem cái màu nào hợp với nó, thì nó thường nó hay bị lệch màu, nên là không thể tư vấn như vậy được. Chỉ có những người đến tận cửa hàng mới có thể đi một cách chi tiết và kỹ lưỡng theo cách đấy. Còn không thì hãy tin vào những cái phối màu của mình theo set tại đây. Còn ai có nhu cầu tư vấn thêm thôi thì vui lòng gửi mẫu này, gửi số đo như vậy, gửi chiều cao, gửi số đo như vậy thì mình sẽ tư vấn thêm là nên bỏ cái gì, nên bớt cái gì, nên điều chỉnh một chút cái gì về form dáng cho phù hợp với dáng dấp và tiêu chí của khách hàng nhé.